Xin chào các bạn, bản tin bóng đá Việt Nam đã quay trở lại rồi đây. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin bóng đá nóng hổi nhất nhé. Quang Hải không được đăng ký thi đấu trong ngày Hà Nội FC hòa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số không đều. Điều này đã tạo ra nhiều tranh cãi, nhất là khi mới có thông tin Quang Hải từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô. Trong khi đó, Quang Hải vẫn đến sân hàng đẫy trong trạng thái bình thường, khiến không ít người thắc mắc tại sao câu lạc bộ Hà Nội không đăng ký ngôi sao lớn nhất trong ngày đá trận mở màn ở V-League 2022. Sau trận, huấn luyện viên Chun Jeho cho biết tiền vệ này vắng mặt do bị đau lưng và chưa rõ ngày trở lại. Câu trả lời của huấn luyện viên Chun Jeho nghe hợp lý, nhưng dư luận có quyền đặt vấn đề ngược lại, liệu Quang Hải có thực sự bị đau hay liên quan đến chuyện hợp đồng sắp hết hạn với câu lạc bộ Hà Nội? Trong khi đó, chỉ mới cách đây vài ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung của tuyển Việt Nam, trong đó có Quang Hải. Anh phải hoàn toàn khỏe mạnh thì thấy Park mới triệu tập, hoặc sự trùng hợp là cầu thủ số 19 mới bị chấn thương, dù hai ngày trước vẫn cười rạng rỡ và tập luyện cùng toàn đội. Trước đó, câu lạc bộ Hà Nội đã nói sẽ đàm phán hợp đồng với Quang Hải sau trận đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2. Bây giờ thời gian đã diễn ra được hơn một tháng, thì đội bóng thủ đô chưa công bố gì về việc này. Mọi thứ cho thấy có khả năng rất lớn là cuộc đàm phán đã vỡ. Có một thông tin về Quang Hải là anh được cho đòi mức giá 5 tỷ tiền lót tay, lương khoảng 400 triệu đồng mỗi tháng nếu ký lại 3 năm với Hà Nội FC. Điều đó có nghĩa cộng thêm tiền thưởng thì đội bóng thủ đô phải trả cho Quang Hải hơn 30 tỷ đồng trong 3 năm. Lịch sử V-League chưa từng có cầu thủ nào nhận được con số lớn như Quang Hải mong muốn. Trên thực tế, dù nhận 4,5 hay 5 tỷ đồng cho mỗi mùa, cầu thủ sinh năm 1997 này cũng là một trong những chân sút có phí lót tay cao nhất trong lịch sử bóng đá nước ta. Trước Quang Hải, Công Vinh từng chuyển từ câu lạc bộ Hà Nội TNT sang câu lạc bộ Hà Nội với số tiền lót tay lên đến 13 tỷ đồng trong 3 mùa giải. Nếu được chấp thuận, Quang Hải cũng sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập nhiều nhất tại V-League 2022, cao hơn cả các ngoại binh có tên tuổi. Anh được cho là khá tự tin với những yêu cầu mình đưa ra sau những gì thể hiện ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Chân suốt 25 tuổi đã có 6 mùa giải gắn bó với Hà Nội FC, ra sân tổng cộng 125 trận và có được 34 bàn thắng khi đá tại V-League. Khi thi đấu cho đội bóng thủ đô, anh cùng đồng đội đã giành được hai cúp quốc, quốc gia, ba chiếc vô địch của V-League và từng lọt vào vòng chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Còn khi góp mặt ở các cấp đội tuyển, tiền vệ sinh năm 1997 cũng có những mùa giải thành công là chân sút quan trọng mang về nhiều chiến tích của lịch sử bóng đá nước nhà. Trong trường hợp phải nói tạm biệt với câu lạc bộ Hà Nội, tiền vệ quê Đông Anh cũng chưa thể lập tức thi đấu cho một đơn vị khác ở V-League và phải nghỉ một thời gian vì đã quá thời hạn đăng ký danh sách. Quang Hải có thể tính đến khả năng xuất ngoại bởi trong nhiều năm qua anh từng lọt vào mắt xanh của không ít câu lạc bộ từ châu Âu đến châu Á. Người đề xuất việc đưa Quang Hải sang châu Âu thi đấu là cựu danh thủ người Đức Thorsten Fink. Ông vừa mới nhậm chức huấn luyện viên tại Riga FC và coi Quang Hải là một trong những mục tiêu cần quan tâm. Thorsten Fink từng có nhiều năm khoác áo câu lạc bộ lừng danh Bayern Munich và đạt được chiếc cúp vô địch Champions League vào mùa giải 2000-2001. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang làm huấn luyện viên và từng có kinh nghiệm cầm quân tại Đức, Thụy Sĩ, Áo và Nhật Bản. Riga FC của Thorsten Fink là đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Latvia. Mặc dù mới thành lập được 8 năm, nhưng câu lạc bộ này đã có tới 3 lần lên ngôi vô địch. Mùa giải này, Riga FC lọt tới vòng play-off cuối cùng của Europe Conference League và suýt nữa đã có thể ghi tên mình vào vòng bảng. Đội bóng này sở hữu đội hình đa quốc gia với những cầu thủ đến từ Latvia, Serbia, Brazil, Nigeria, Croatia, Nga và Maroc. Hiện tại, Riga FC rất muốn hợp tác với Quang Hải. Nhà cựu vô địch Latvia sẵn sàng tạo cơ hội cho Quang Hải làm quen, thi đấu tại môi trường bóng đá châu Âu, từ đó hướng đến bước phát triển mới trong sự nghiệp. Tất cả sẽ còn tùy thuộc vào quyết định từ Quang Hải. Huấn luyện viên Park triệu tập Châu Ngọc Quang lên tuyển Huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại tại vòng loại cuối của World Cup 2022 tiếp đội tuyển Oman vào ngày 24 tháng 3 và làm khách của đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3. Trong số 28 cái tên được triệu tập, Tô Văn Vũ một lần nữa góp mặt. Đây là lần thứ hai liên tiếp tiền vệ thuộc biên chế BKMX Bình Dương được gọi và anh rất hy vọng mình sẽ có cơ hội thể hiện mình trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều này xuất phát từ thực tế Tô Văn Vũ đều có thể chơi tốt trong sơ đồ 352 lẫn 343 của tuyển Việt Nam. Đó đều là những cách chơi đã từng được anh chứng minh ở cấp câu lạc bộ. Sở hữu tốc độ không thua kém Văn Toàn, Tô Văn Vũ một trong những mũi tấn công hay nhất Việt Nam nhờ khả năng qua người, kiến tạo và rút xa đáng nể trong trường hợp ông park muốn tăng cường khả năng kiểm soát bóng ở giữa sân và kéo quang hải xuống để kết hợp cùng hoàng đức hùng dũng thì văn vũ sẽ cạnh tranh cùng tuấn hải công phượng văn toàn và đức trinh nhìn vào danh sách đối thủ của tô văn vũ có thể thấy anh đang có lợi thế về phong độ khi tuấn hải chưa đá phút nào còn đức trinh và công phượng văn toàn chưa đạt phong độ cao nhất việc ăn ý và thông thuộc cách di chuyển của tiến linh là một lợi thế rất đáng kể của tô văn vũ người được lãnh đạo và ban huấn luyện câu lạc bộ bình dương tín nhiệm trao trọng trách thủ lĩnh Tuy nhiên, tin buồn đến với Tô Văn Vũ là trong cuộc kiểm tra mới nhất, anh đã có kết quả dương tính với Covid-19. Điều này đồng nghĩa tiền vệ 28 tuổi sẽ không thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong vài ngày tới, nên huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải gạch tên anh để thay thế bằng cầu thủ khác. Người thay thế là Châu Ngọc Quang sinh năm 1996, thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai đang được cho mượn tại câu lạc bộ Hải Phòng. Ngọc Quang cho biết anh đang cùng đồng đội nghỉ ngơi tại Bình Dương để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà tại vòng 4 V-League 2022. Trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, anh không có nhiều cơ hội ra sân ở hai mùa gần nhất, vậy nên đã quyết định gia nhập câu lạc bộ Hải Phòng theo dạng cho mượn một năm. Mùa giải năm nay tại câu lạc bộ Hải Phòng, Châu Ngọc Quang đã được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho đá chính 3 trận tại V-League. Anh chơi ở vị trí tiền vệ và tiền đạo cánh, góp công trong chuỗi bất bại gồm 2 trận thắng Hà Tĩnh và Nam Định, một trận hòa trước câu lạc bộ Thanh Hóa, giúp Hải Phòng vươn lên đỉnh bảng. Phong độ của Ngọc Quang đã thuyết phục được các huấn luyện viên người Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Ngọc Quang được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia. Trước đây anh từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam năm 2018, dự bị 6 trận tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo giành ngôi á quân. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 14 tháng 3 sau khi vòng 4 V-League 2022 khép lại. Ngày hôm qua thủ môn Bùi Tấn Trường đã thông báo test nhanh tái mắc Covid-19 và vẫn đang bảo ngỏ khả năng hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Bùi Tấn Trường mới khỏi Covid-19 chưa lâu, khoảng một tháng qua anh nằm trong số ca mắc Covid-19 của câu lạc bộ Hà Nội, khiến đội không đủ người thi đấu V-League 2022. Đội đã 3 lần không đủ cầu thủ đăng ký thi đấu và chấp nhận lùi lịch. Tại câu lạc bộ Hà Nội, Tấn Trường bắt chính từ mùa giải 2020. Ở đội tuyển quốc gia, Tấn Trường đã bắt chính 8 trận ở vòng loại World Cup, dự bị 5 trận ở AFF Cup 2020. các bạn nghĩ sao về những thông tin bóng đá ngày hôm nay hãy nhanh tay comment cho chúng tôi cùng biết nhé xin chào và hẹn gặp lại